Xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Quái La Lin. Chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Quý vị ơi, như hôm trước nhỉ, em có mua được một ít đồ cho bố mẹ. Thì bây giờ em sẽ cho quà của mẹ nhé. Đây, quà Tết của bố mẹ đây. Đấy, mẹ em đang ngồi kia kìa. Đấy, mẹ đang ngồi nặn mụn, bố đang kia. Giờ đi cho quà của mẹ nhé. Má ơi, mẹ ơi, mẹ làm gì ấy? Mẹ đang nặn mụn mẹ. Đây cho quà Tết mẹ này. Mẹ à, Chanel à? Louis. Đây mẹ mở ra xem đi mẹ. Ủa máy Louis Chanel à? Ôi, tại vì mẹ em không bao giờ là mua quần áo cho em mua. Em mang bằng cát. Cả cái một giật đuôi dây này. Đây mua thêm cho mẹ đôi giày nữa. Mẹ đeo vào, xem có được không? Mẹ chân bật quá. Em à, chẳng bao giờ mua quần áo đâu một năm ý. Cho nên là nhất định là năm nay em phải mua. Ít hay nhiều cũng mua một cái. Đây, em có mua cho bố một cái áo phao nữa em. Bố em đang phát cái kia. Phát quang cho nó gọi là có sóng điện thoại một xíu. Này. Có ơi, con đang chờ đấy. Nè, chị Hằng như mãi tại lui vườn con. Lui áo phao chui cho bố đi đâu cho nó cho nó ấy cho đỡ lạnh. Có ít mua. Ừ. Bố mặc thử xem, mặc thử xem. Có bằng cá. Có họ. Úi, rời bún. Siêu nhẹ, siêu ấm. Ấm lắm. Họ nhỉ? Ừ, rồi có. Bố kéo xem nào. Wow, đâu bố xem vòng con xem nào. Coi cái à, vừa. Rồi xem đi xem mẹ mặc được chưa. Kìa, mẹ đang mặc thử đây. Mẹ mặc thử cho con xem nào. Ôi mẹ bảo là chịu thôi. Không có tiền lại còn mua quần áo nhiều này. Ôi có một cái à mẹ. Một cái này cũng đắt tiền mà. Wow, đây. Vừa đúng không mẹ? Vừa. Mẹ mặc cái áo này không cũng được. Mẹ đeo giày cho con xem ạ. Giày đâu? Chân bật bật. Không sao, mẹ đeo cho con xem nào. Đeo tất vào cho con xem nào. Mẹ đeo thử nhá. Đeo thử xem có vừa không. Đó, mẹ, bố mẹ em được cái là không bao giờ mua quần áo à. Đó. Này, cho mẹ áo len thôi, áo phao thì mẹ có rồi. Áo mỏng mỏng thì mẹ chưa có rồi. Mẹ đeo giày con xem nào. Đó. Chỉnh xem nào. Đó. Một bên này nữa. Đó, bên này. Ui, mẹ xéo luôn. Mẹ đứng dậy có xem nào. Thế nào? Xoay vòng xem nào. Ấy, được nhỉ. Được đấy. Mùng 1 thì sợ đen thì mẹ không mặc màu đen được. Khi nào mẹ mặc cũng được. Ấm. Xem giày. Xem giày nào. Đó. Đây là mẹ em đang ngắm. Mẹ đang ngắm lại đôi giày xem. Giày xấu mà đeo vào cũng thấy cảm giác cũng thế, xuân cũng thế, nhìn đường một tí. Mẹ em đang ngắm. Đang ngắm tới cũng được. Đấy, xong rồi. Vì ạ, vừa nãy em đã cho quà Tết bố mẹ rồi. Mẹ em vẫn còn đang mặc cái áo của em đây. Hôm nay thì em sẽ đến thăm một hộ nhá. Một hộ có hoàn cảnh khó khăn ở trong làng em. Hai vợ chồng đấy vẫn còn trẻ, anh chồng đấy thì không nói được. À em phải gọi bằng chú em có. Cầm vừa điếng. Chú đấy là không nghe được và cũng không nói được. Quý vị ạ, đây em có xin được một ít quần áo cho cô chú và em có mua ít bánh kẹo Tết cho cô chú nữa. Hôm nay em sẽ đi cùng bố nhé. Đây, em sẽ xách bánh kẹo. Mẹ ơi, mẹ cầm cho con túi quần áo với. À chị cầm giúp em ơi. Chị cầm giúp em. À mẹ cầm cũng được. Đây mọi người. Đấy. Hy vọng là cô chú ấy sẽ ở nhà. Đi bố. Bỏ đằng trước xe được không? Được nhỉ. Đây bỏ đằng trước xe đi. Tại vì cũng khá nhiều quần áo.
hai bố con em sẽ đi bộ. Đây, bố để xe đây. Để xe đây. Đó, nhà cô chú ở trên này. Ở tít trên này cơ ạ. Quý vị ạ, đây là những cái quần áo còn mặc được nhá. Vẫn còn mới và vẫn còn mặc được nên là em đã xin về. Chị ơi, đến nhà rồi. Đến nhà cô chú rồi ạ. Đây. 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 Đây nhà cô chú đây ạ. Chẳng hỏi cho hải xiện cơ xe. Dìa vừa đi nhé. Thiếu tế lửa hổ chú này nhà mình. Thôi tế lửa hổ vươn dìa vừa nhà. Đây nhà của cô chú đây quý vị ạ. Đây cô chú ở riêng ạ. Nhà cô chú đây thóc. Này chú. Thôi cái mẹ. Mày biết cái mẹ chú đây thăm ạ. Đây là bến rửa nhà cô. Đi sang bên này xem nha. Cô đang thử áo. Quấn tới nay mà tới lịch kẹo này để xin họ nhìn nha bà lò. Chú đang nằm trên giường. Chắc lạnh quá. Cô đang mặc áo cho em bé. Thử may quá. Nhiều cái đều vừa, đa phần đều vừa hết ạ. Đây bến rửa nhà cô. Để bếp. Ô, có cơm dần hãng mà. Đi cơm sửa thôi. Chắc cái này đi như quá như là hầu. Không thể nó xia cho chú tôi hỏi mà. Cái này chắc quần tất này chắc cũng vừa. Hỗn họ sẽ ăn trên này. Ừ. Cám lợn này. Ý, đây, cô chú có cả thịt nữa. Đây. Thịt lợn. Y hàng dìa vua tải túng nha bà lò. Dìa vua tải túng nha y hàng à. Có hỏi cô chú, cô ấy có lợn mổ không? Cô bảo không có lợn mổ. Đây đi nhờ dìa vua chú bà tải cái này cam. Đây, đây là cô chú sắm Tết này ạ. Kẹo kia, đúng không? Vua tòng chan chảy nhỉ. Kia kẹo cân quý vị ạ. Đây cho quý vị xem qua xung quanh nhà. Đây trên này rất là cao này, view dưới này rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đây. Wow. View đẹp lắm quý vị ạ. Kia, dưới kia là mỏ đồng. Đó, bên kia là Trung Quốc rồi ạ. Đẹp quá. Cho mình xin phép cô là mình đi về đây. Như giờ nào? Giờ nào bữa? Đi về đây mọi người. Đây chỉ là một cái tấm lòng nhỏ mà gọi là một chút của em thôi. Hy vọng là có thể cho cô chú thêm một ít.